Xin chào quý vị các bạn khán giả đã quay trở lại với chương trình Test tướng cùng tuyển thủ, nhưng là test tướng cùng tuyển thủ tại nhà. Mình là Wigger và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên chúng ta sẽ có một cách thực hiện test tướng nó hơi đặc biệt một chút, nhưng mọi thứ sẽ vẫn rất thú vị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai vị khách mời cùng có mặt để trải nghiệm vị tướng mới nhất của Liên Quân Mobile, đó là vị tướng Rowy dịch chuyển nguyên team cùng với hai tuyển thủ, đó là Froy của team Flash và Zerek của Saigon Phantom. Xin chào hai bạn, xin chào Froy, xin chào Zerek. Chào anh Huy, chào mọi người nha. Các bạn có thể giới thiệu đôi chút bản thân mình trước khi chúng ta bắt đầu vào test tướng không nhỉ? Gửi giới thiệu trước đi. Froy giới thiệu trước đi. Tên là Froy, đánh chất thủ nó team Flash. Ok. Thế còn Zerek thì sao? Chào mọi người, thì mình là Zerek, đánh trợ hộ cho SGB. Có lẽ là cái thủ tục chào hỏi này cho thủ tục lấy lệ mà thôi, khi mà ai cũng biết đến Froy và Zerek rồi. Và ngày hôm nay thì Huyper sẽ đem đến cho các bạn một vị tướng hỗ trợ hoàn toàn mới, đó là vị tướng Rowy. Theo các bạn thì các bạn có lẽ là cũng chưa trải nghiệm vị tướng Rowy này quá nhiều, vì chúng ta sẽ có một cái thử thách luôn đi. Các bạn sẽ có một cái nhiệm vụ nhưng sẽ tương đối khó, có nghĩa là sẽ làm sao để cho xạ thủ của đội nhà nằm xuống ít nhất có thể. Và người chơi xạ thủ chính là Huyper. Các bạn thấy thử thách này như nào? Đối với mình thì mình thấy easy. Quá dễ. Mình thấy cái nhiệm vụ này quá là dễ luôn. Thế còn Zerek thì sao? Mình thì thấy vạn sự tại Huy Bupper. Vạn sự tại Huy Bupper luôn. Thì có lẽ là mình cũng phải công bằng một tí, mình phải đánh một vị tướng mình chưa đánh bao giờ. Nhưng mà cái luật chơi này mình thấy thì quan trọng nhất vẫn là Huy Bupper, không phải quan trọng là hai bọn mình. Bây giờ gánh nặng bị đổ lên mình. Không phải, tại bây giờ Huy Bupper cứ làm đến chết thì bây giờ phải làm gì bây giờ, đúng không? Không, tất cả chỉ là những cái tin đồn thôi. Thực ra tôi đánh không đánh, tôi không đánh ngu những gì mọi người nghĩ đâu. Ok, thế thì phải làm chứng bạn ơi. Làm chứng. Ta phải làm chứng. Thế bây giờ thì không để cho cả hai khách mời cũng như khán giả các bạn chờ lâu nữa. Chúng ta chuyển luôn và xem là Rowy liệu có cái sự gì, cái điều gì lợi hại mà khiến cho vị tướng này có được cho mình một cái sự đáng chú ý đến như vậy. Cùng xem là liệu Rowy dịch chuyển như thế nào trong trận thi đấu đầu tiên này. Và hiện tại thì trong cái phòng chờ đã đông đủ người rồi, thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm luôn vị tướng Rowy cùng với cả Zerek trong trận thi đấu này. Huyper sẽ khởi động luôn trận thi đấu này. Và để đảm bảo công bằng thì Huyper sẽ chọn một vị tướng mà mình không chơi tốt và chưa chơi bao giờ, đó là Elandor, chính xạ thủ. Và nhiệm vụ của Zerek là làm sao để cho Huyper nằm xuống ít nhất có thể, ít hơn so với Rowy là bạn thắng. Ok, chiến rồi anh em ơi. Trời ơi, anh không nói em sớm, em làm cho cái này. Có cái này mà nhiều người không biết là chiêu 1 của con này ấy, nó tăng tốc chạy cho ai chạy lên. Em chơi chiêu 1 lần 1 thì không sao, gây đam, còn chiêu 1 lần 2 ấy, nó sẽ để lại cái đường. Ai mà chạy lên trên đó ấy, sẽ được tăng tốc chạy nhiều lắm. Tù mù này, không có thông tin gì đây. Chết rồi. Ui. Đường khá giống. Ké đàn ơi, ké đàn ơi. Được. Lùi, phế rồi. Tình huống rồi. Murat hay này, Murat biết đánh này. Murat gánh team. Murat phải gánh. Con Elandor này có gánh được team không ở Zeref? Cái đó thì tùy anh thôi, chứ em cầm là em gánh ấy. Thế à? Rồi, lại một câu thách thức kỹ năng rồi. Chắc là tiền thủ họ nói gì cũng đúng, mình nói gì cũng sai. Con tướng này mình tưởng tù, nhưng thực ra là Lori cũng là một vị tướng mà có vẻ... Không, nó mạnh lắm á, nó không tù đâu. Mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Ủa? Có vẻ như ZF tìm hiểu rất kỹ về vị tướng này. Nãy mới vô đọc... con này thì... Ủa, lao vào luôn vị trí của Zil. Ủa, nhưng mà tôi phải chịu đam các bạn ạ. Thế là tôi toàn. Bye, ui, hay quá Zef ơi. Trời ơi, một cú combo đưa tôi được về nhà các bạn ạ. Đây rồi, có mạng. Và nãy mai em đưa anh về được nhá. Ủa hoài, hay đấy, quả này còn tính toán là Zef hay là... Quả này em đặt chiêu hay hướng anh sẽ chạy. Ui, quả đấy lại mình... À, team mình rồi. Anh về hồi máu luôn cũng được, không cần lại đây, còn lâu nữa cực phải. Thế các bạn ạ. Ga nè, ấm đi ga. Ồ, có mắt luôn. Đứng ngay đấy, đứng kia chỗ em đứng là. Có
Khó lên quá. Lớt theo không được hả? Có chuyển sinh ra luôn. Ui, đường trên nát rồi. Mình tưởng không cơ động nhận cơ động các bạn. Tăng được tốc chạy cho cả người bảo kê nữa. Đây rồi. Mạng ơi, hai bùa. I'm shocked! Stop! Mạng đó đấy, em định ăn nó mà thôi, vừa ngay đi. Phải hy sinh cái đại cục chứ đúng không? Đại cục này không biết hy sinh có ném tiên được không ta? Đánh được. Tướng này kết hợp với cả những vị tướng nào thì hợp à? Zed? Con này kiểu bảo kê thì em thích kiểu mấy con xạ hữu mà bắn DPS, mấy xạ hữu bắn tay được nhiều. Không cần cơ động lắm cũng được, tại em quăng chiêu cho chạy được. Tốc chạy em cũng giúp cho tăng được luôn. Có lẽ thế thì khả năng cao Elsu là không quá thích hợp khi mà kết hợp với cả Rory đúng không? Elsu cũng được nếu như theo thiên hướng bắn tay. Mà các bạn nên nhớ rằng là teleport được nhiều người trở lên chứ không phải chỉ một người được bảo kê đâu nhá. Đây mọi người. Đây rồi. Ôi. Có mạng. Thiếu rồi. Nhảy vào giữa lòng địch thế này và ôi, team tôi yếu quá các bạn ạ. Combat hồi nãy không anti luôn. Gần gánh à, gần không chơi chung không tính đi, gánh được gánh được thôi. Ê đi là phải gánh nha, đi chơi chung là phải gánh. À gánh mà. Có làm anh em thất vọng đâu, lại giết được 3 mạng thì cũng nằm xuống 3 mạng. Cái này ai cần về thì về cũng được, rồi anti ra tiếp nè. Anh em cứ bảo là support. Yêu máu về đi. Ai cứ bảo support không gánh được team, anh em xem lại nhá. Để support của bạn có hay không thôi. Anh em cứ thấy đánh rank là chuyên có trò là bỏ đánh là về support không ai đánh. Đứng đây về. Đấy, hay không quá. Nhịp nhàng. Ai đấy, dịch chuyển tá nhiều. Con này xỉn lắm anh ơi. Một con bài. Đây là bất ngờ. Bên phải Gitter kìa, em soi chưa? Thịt luôn, tầm này mình xanh mà. Thì em ơi, bình tĩnh. Rất ra anh biết chứ team mình không chơi chung sao mà biết được. Được. Soi. Coi như một lần solo rank. Ê, con cát coi chừng gì. I'm out of here. Mình đã không có ý định biến về, lại lỡ đi vào cái vòng đấy. Anh em ạ, hơi buồn. Hello. Ôi, cứ mỗi lần này có bắt thắng một cái là lần sau anh em lại tự ủy này, chết không? Trên anh, bắn á. Trời chứ sao, nó thiếu mà. Em để cái dòng nghỉ với chân anh đó, đứng ngay đó bắn. Ui, lại lú rồi. Ui, thằng Rat nó phù mình quá nhờ. Thì mình nó đấm thôi. Cây anh hay sao, Murat làm được. Murat làm được. Đối phương chắc ô hỏi, ZF thật à. Fake đấy bạn ơi. Fake. Heo, em giúp Jill này. Thôi, hỏng rồi. Ôi, anh ơi, anh đừng chết. Mới có 6 mạng ra đấy bạn, quả này tôi anh em không thấy đâu cả. Ôi, 6 mạng là chết em rồi, nãy giờ lú rồi. Vừa lên đến đỉnh nhà cả, đã thấy anh em chết hết, anh em đã lui về hết rồi, khó hiểu thật. Đúng là đánh không côn ti. Ôi, nó đấm cho ZF kìa. Trông vậy. Mày đâu? Ai? Lái lụa. Ông biết này, ông biết cái mẹo mà giật bóng này, thấy ông giật hoài luôn hả? Hiểu ý. Ờ, chết ông chưa, chưa luôn. Thế à, thì bạn có vẻ phù mỏ quá nhỉ? Đây rồi. Anh em thấy tôi chưa? Hãy thôi game này em đánh vì win đi, không phải vì anh chết đi. Nói câu đấy là hiểu hai nghĩa nhá, nghĩa là Zenf mất niềm tin và chiến thắng rồi nhá. Nghĩa gì trời. Vâng, đã 6 mạng vẫn là ít bạn ơi, đừng nghĩ thế. 6 mạng mà ít nè, em mới ít nè. Nhưng mà support chương trình đó ông 1 chết 2, không giờ 20. Nhưng mà chương trình này và xoay quanh support thì support bây giờ giàu to ở Zenf ạ. Rồi, support không có giàu. Đấy. Nhưng support giữ mạng làm gì đâu. Xã thủ mới giữ mạng thôi. Ok, chiến thôi anh em. Go. Brie, bạn đã nghiên cứu vị tướng này chưa? Mình gần năm qua chiêu thôi là biết có thế nào à? Không cần phải nghiên cứu, không cần phải chơi gì cả. Không cần chơi gì cả? Chiêu rồi, đọc qua chiêu rồi là hiểu rồi. Mấy cái cơm mà nó hay tạo gọi là gì ta?
tạo cái gì nhỉ? Highlight. Highlight. Cái này cũng tạo highlight rồi bạn. Thích chơi với con lui. Ôi bạn ơi. Tôi lui, tôi lui. Cẩn thận quá nhở. Chết đó là, chết rồi. Đấy à. Tôi biết rồi. Hai bạn ơi. Hay không bạn ơi, hay không? Biết nào không? Đấy. Mà tôi vẫn ăn được chim nhá. Tôi vẫn ăn được chim. Ăn bắn luôn bạn ơi. Tôi phải về nhỉ? Sao phải về nhỉ? Bạn coi thử tôi nhé. Đấy, đánh này chứ nhỉ. Đấy, thấy chưa? Đây bạn ơi. Đấy. Đấy. Súng sở thật tiên đấy. Đấy, chảy thả cho tôi về hồi máu. Màu nhiệm các bạn ơi. Lại lên Ôi kém quá, bạn kém quá. Cô này nói tam nó yếu quá bạn ơi. Cô ấy tận hôm rồi. Tách chủ. Solo. Bạn để tôi quẻ thôi. Ok bạn ơi. Hai bạn ơi. Hai ông bạn. Tôi thề luôn là tôi không biết dùng chiêu ai của con đây là con này. Quá khó dùng. Sau trận này là mình sẽ yêu cầu quản lý của mình tuyển bạn về nhá. À được bạn ơi. Đấy. Nhiệm vụ của tôi là gì hả bạn? Mà cứ mỗi lần mà Flash đánh với đội nào ấy thì bạn lên chúc phúc à? Chúc phúc thì bạn đấy. Thế là được rồi. Không phải bạn đánh. Tôi là huấn luyện viên tinh thần cho bạn đúng không? Đúng. Đấy. Đấy bạn ơi. Được biết chưa? Wimper và đây chính là Wimper mà tôi biết rồi này. À Wimper 412 là tôi biết. Một cái Wimper một cái kiểu này tôi cũng biết nè. À thế à? Đây tôi lại thăng hoa các bạn ơi. Để tôi thể hiện tôi. Ui. Tôi thấy rồi. Không phải là ai không muốn đi vào đi đâu. Tôi chơi bạn nhiều tôi phải khôn hơn nhé không?
Bạn khôn hơn, bạn nói bạn khôn hơn. Tôi tinh tế hơn nữa, nói dễ nói. Bạn phải tính là một con gì đó rồi. Đấy, đừng bạn ơi. Gọi là còn bây giờ nôm na tôi sửa thì tinh tế hơn được không? Tinh tế đấy, tinh tế này, tinh tế rồi. Tinh tế. Ai đã bảo với nhau là khôn hơn. Được bạn ơi. Tinh tế. Còn khôn ngoan được mà, khôn ngoan được rồi. Đấy. Có 3 bạn mà. 3 bạn thôi. Cái này sắp tới Chloe có định đem vào chiến một trận chung nhau không bạn? Cái này là mình phải gọi là phụ thuộc vào chiến thuật à? Ui, MVP luôn này. Ui, MVP luôn này. Vậy là chúng ta đã có được kết quả chung cuộc. Elador là vị tướng mà mình mới chơi, đặc biệt là lần đầu tiên chơi ở trong cái show test tướng của tuyển thủ lần này. Và tổng kết thì Zeref là mình chết 6 mạng, còn Proe là mình chết 3 mạng, đúng là như vậy. Thắng bại thì tại xạ thủ. Và người theo lý thuyết thì người có được chiến thắng đó là Proe. Xin chúc mừng Proe của tuyển Team Flash ạ. Và cũng có một chút hơi mất cân bằng một tí, tại vì do là tôi chơi ván đầu tiên với cả Zeref nên là tôi chưa thạo Elador lắm, nhưng mà sang đến ván đầu thứ hai thì tôi đã bắt đầu thông thạo hơn rồi, nhà tôi cũng bất fit hơn. Vậy là chết em rồi. lỗi mình thì thôi bù đắp cho anh em luôn thì vui thôi mà. Và trước khi mà show kết tướng cùng tuyển thủ tài gia kết thúc thì các bạn có muốn có một cái lời khuyên nào với các bạn khán giả khi chơi vị tướng này không? Roy, bạn có bất cứ một cái tip nào dành cho các bạn khán giả khi mà đem Roy vào trong những cái đấu trường xếp hạng không? Mình thì mình thấy con tiện lợi cho team map lẫn cả về nó cũng khá là nhanh ý. Lời cái chiêu 2 của tuy nhiên là cái chiêu 2 mà tập ta khi mà team mình mà kiểu gọi là tham minh được cái vòng của nó có thể là đi vào phát là chúng ta biến về luôn ý. Hoặc có thể là Roy có anti để bốc độ lên và đánh cặp tiếp được ý. Nói chung là cái này nó khá là tiện. Khá là tiện cho team mình kiểu giao tranh hay là đi về cái nó liên tục đúng không? Đấy, nó là liên tục ấy. Nó kiểu là đối phương chả vừa đang kiểu mình phương hai ba người đang đuổi mình và mình tạo ra một cái vòng chiêu cuối rồi tự nhiên ở đâu bốn người mình đến ấy. Rất là bất ngờ cho team đối phương đó. Kiểu nó thế. Và viewer thấy thì có vẻ như là trong những tình huống mà ép mà khiến đối phương khó thở liên tục thì cái việc mà đưa Roy đưa được đồng đội trở về hồi máu nó cũng có nhiều tác dụng đúng không? Nó khiến cho đối phương bị kiểu ép kiểu liên tục ấy. Đúng rồi. Thế còn Zed thì sao? Bạn có bí quyết gì khi mà chơi quân bài Roy này hay không? Quân bài này thì mình có rất là nhiều mẹo, nhưng mình chỉ đưa ra vài mẹo trước cho mọi người là nội tại của Roy thì nó sẽ tăng tốc chạy cho đồng đội mình gần nhất. Nó sẽ là 40-60 tùy vào cấp của tướng. Chiêu 1 của Roy thì cũng tăng tốc chạy, nhưng mà phải là cái lần 2 của chiêu 1 đứng trên cái vùng đó cũng sẽ tăng tốc chạy rất là ngon, nên mọi người nhớ tận dụng cái tốc chạy này đó của Roy. Roy là một tướng mạnh, nếu như vị tướng này ra mà mọi người chơi thấy nó yếu thì cứ gắng chơi tiếp đi, vì con này sẽ là hot pick đấy. Zeref vừa mới chốt một câu quyết định đấy là hot pick. Roy, bạn suy nghĩ sao về câu nói của Zeref? Tại vì như mình nói là mình thích chơi một con tướng nó theo về tấn công nhiều hơn ấy. Mình cũng nghĩ là con vị tướng này nó rất là hot pick trong trình làng nữa các bạn là Roy đấy cả hai bên đều có một cái lời gửi thăm hỏi thăm gián tiếp đến nhau và hy vọng là có thể các bạn sẽ được gặp lại nhau thêm một lần nữa, ít nhất là sau khi mà vòng bảng của đấu trường danh vọng kết thúc, chúng ta tiếp tục được thấy một trận thi đấu hấp dẫn khác giữa Team Flash và Sài Gòn Phantom. Và tới đây thì show test tướng của tuyển thủ tại nhà cũng xin phép được khép lại. Các bạn muốn ai sẽ xuất hiện trong số test tướng lần sau thì hãy đừng quên comment xuống phía dưới, và hẹn gặp lại các bạn trong những số test tướng của tuyển thủ lần sau.